The Miss Glow 2022, Lâm Thu Hồng gây ấn tượng với phần thi tài năng. Cuộc thi The Miss Glow 2022, Hoa hậu Hoàn cầu 2022 đang diễn ra tại Tirana, Albania. Những ngày qua, ban tổ chức đã tổ chức các hoạt động thi bên lề như thi bikini, tài năng. Trong phần thi tài năng, thí sinh Lâm Thu Hồng đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam đã chọn biểu diễn bài múa trăm mà cô yêu thích. Tôi rất thích múa trăm vì điệu múa tôn lên vẻ đẹp tâm hồn và đường cong cơ thể của người phụ nữ. Múa trăm thể hiện mong cầu, hạnh phúc và cuộc sống bình yên, một thông điệp mà tôi muốn mang tới The Miss Glow 2022, Lâm Thu Hồng chia sẻ. Lâm Thu Hồng có gương mặt khá tây, mắt to và đôi môi dày. Nhiều người nhận xét cô chỉ cần đứng yên cũng đã đủ gợi cảm. Vì vậy, khi diện đồ bơi tại phần thi bikini, hình ảnh của cô đã tạo ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng. Nhờ quá trình tập luyện khắt khe, bền bỉ, hình thể Lâm Thu Hồng gần như không có mỡ thừa, với số đo 3 vòng 88, 59, 92. Thu Hồng tiết lộ, bên cạnh việc tập luyện, cô cũng áp dụng chế độ ăn khoa học với 1.300, 1.400 calo trên ngày. Thu Hồng thường sử dụng các loại thực phẩm ít calo nhất như ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang, gạo lứt, lòng trắng trứng, thịt nạc gà, cá, bò luộc hoặc hấp. Với trái cây, cô ưu tiên các loại ít ngọt như cam, bưởi, ổi, táo, dưa leo và uống nước đầy đủ. The Miss Glow là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ 7 trên thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1925 và cũng là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất trên thế giới. Cuộc thi có trụ sở chính thức tại Thổ Nhĩ Kỳ.